Kính chào quý nhà đầu tư, chúng ta lại gặp nhau trong bản tin nhận định thị trường hàng hóa phái sinh tuần từ 20 tới 24 tháng 4 năm 2020 của FTV Hàng hóa 24, thành viên chính thức của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay với phần 1 tình hình kinh tế thế giới. Trong tuần vừa qua, dịch COVID-19 hiện đã xuất hiện tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã gây lây nhiễm cho hơn 2,3 triệu người so với con số của tuần trước là 1,7 triệu người và gây tử vong cho hơn 160.000 người, tức là tăng 52.000 người trong tuần. Dựa theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, trên toàn nước Mỹ hiện có hơn 700.000 ca nhiễm virus corona chủng mới, trong đó ít nhất đã có hơn 38.000 người chết. Theo hãng tin AFP phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính phủ sẽ triển khai cứu trợ khoảng 19 tỷ USD cho các nông dân và chủ trang trại đang bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch COVID-19. Chương trình này gồm các khoản tiền hỗ trợ trực tiếp cho nông dân, chủ trang trại và các nhà sản xuất mà ông Trump cho rằng đã trải qua những tổn thất chưa từng có trong đại dịch. Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ nói rằng các nông dân đã bị ảnh hưởng nặng nề do sự thay đổi lớn khi nhu cầu các trường học, các nhà hàng đóng cửa và nhiều người dân Mỹ ăn uống tại nhà. Trong khi đó, tại châu Âu, cũng theo hãng tin AFP, tính tới 1 giờ sáng ngày 19 tháng 4 theo giờ Việt Nam, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng hơn 100.000 người tại châu Âu, chiếm gần 2/3 số ca tử vong trên toàn cầu. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 18 tháng 4 đã thông báo gia hạn lệnh phong tỏa trên toàn quốc cho tới ngày 9 tháng 5. Nước này hiện đã áp dụng lệnh phong tỏa trên toàn quốc kể từ ngày 14 tháng 3 vừa qua. Theo quy định mới, lệnh hạn chế đi lại sẽ nới lỏng một chút nhằm cho trẻ em có thời gian ra ngoài. Dù số ca tử vong đang ở mốc đáng buồn, tuy nhiên một số nước ở châu Âu đã vượt qua đỉnh dịch và bắt đầu bước vào giai đoạn giảm số ca nhiễm mới. Trong khi đó, tại châu Á, tính tới ngày 18 tháng 4, hai ngày sau khi chính phủ Nhật Bản mở rộng tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nhằm làm chậm đà lây lan của dịch COVID-19, số ca nhiễm mới ở nước này tăng lên hơn 10.000 ca, sắp vượt qua Hàn Quốc. Trong tuần vừa qua, để vực dậy sản lượng, OPEC, Nga và các nước sản xuất dầu khí khác đã nhất trí thỏa thuận cắt giảm sản lượng kỷ lục là 7,9 triệu thùng một ngày, tương đương khoảng 10% nguồn cung toàn cầu. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp các nước tuân thủ đúng cam kết cắt giảm sản lượng của mình, thì sản lượng dầu vẫn ở mức 23,4 triệu thùng một ngày, cao hơn khoảng 3,7 triệu thùng một ngày so với nhu cầu thị trường trong quý 2. Theo tổ chức này, trong quý 2 tới, nhu cầu trung bình sẽ chỉ ở mức 20 triệu thùng một ngày, mức thấp gần nhất ghi nhận kể từ đầu năm 1989. Trong tuần vừa qua, giá dầu WTI đã giảm khoảng 20%, trong khi đó dầu Brent cũng giảm hơn 11%. Đối với thị trường chứng khoán tuần qua tiếp đà phục hồi bởi những thông tin cứu trợ kinh tế của các ngân hàng trung ương. Kết thúc tuần, chỉ số Dow Jones tăng hơn 2,21% so với giá đóng cửa của tuần trước đó. Trên đây là một số thông tin kinh tế thế giới ảnh hưởng tới các sản phẩm hàng hóa. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành vào phần 2, phần phân tích và khuyến nghị thị trường hàng hóa phái sinh. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu từ nhóm sản phẩm nông sản. Sản phẩm đầu tiên là đậu tương. Giá đậu tương trong tuần giảm khoảng 2,81% sau khi đà phục hồi chững lại và quay đầu giảm giá ngay khi trùng chạm phải vùng kháng cự 870. Điều này hoàn toàn phù hợp với nhận định của chúng tôi tuần trước khi nhận thấy mức độ phục hồi trong phiên thứ 6 còn yếu và các mức kháng cự bên trên là khá mạnh. Mặc dù trong phiên thứ 6 tuần này đã xuất hiện một cây nến doji cho thấy xu hướng giảm giá đang bị chững lại, nhưng chúng tôi cho rằng ở mức khả năng đậu tương phục hồi lên cao là rất khó. Quý vị các bạn có thể mở bán khi giá phục hồi
lên vùng 850 rồi quay đầu trở lại. Đối với sản phẩm tiếp theo là sản phẩm khô đậu tương. Khô đậu tương thì tiếp đà giảm giá trước đó và xuyên thủng cái vùng hỗ trợ, đó là giá vùng giá 292 ngay ở phiên đầu tuần. Sau đó thì giá đã chững lại và quay đầu lại để kiểm nghiệm chính cái vùng trước đó là vùng hỗ trợ và bây giờ chuyển thành vùng kháng cự này. Nhận thấy là cái vùng đáy trước đó là cái vùng hỗ trợ khá là cứng nhưng cũng đã bị xuyên thủng thì chúng tôi cho rằng trong tuần tới giá khó mà có thể bứt được qua cái vùng kháng cự này, khó mà bứt có thể bứt qua được vùng giá 295. Vì thế chúng tôi khuyến nghị mở các vị thế bán khi mà giá có dấu hiệu quay đầu trở lại. Sản phẩm tiếp theo là sản phẩm mà quý nhà đầu tư thường xuyên quan tâm, đó là sản phẩm dầu đậu tương. Trong tuần trước thì chúng tôi đã nhận định là mặc dù giá dầu đậu tương đang trong cái đoạn phục hồi nhưng mà cản ở vùng 28 là khá là lớn. Nếu mà quý nhà đầu tư có theo dõi cái bản tin nhận định thị trường của chúng tôi trong tuần trước thì có thể thấy là cái nhận định khá là rõ của chúng tôi, đó là cái vùng 28 này là cái vùng cản lớn và hoàn toàn sẽ có thể xuất hiện những cái nhịp điều chỉnh. Và thực tế là trong tuần thì giá dầu đậu tương đã điều chỉnh khoảng hơn 4%. Chúng ta có thể thấy là ở đây có một vùng hỗ trợ nhưng mà khá là yếu ở vùng 25.8 thì khả năng là giá sẽ không thể nào giữ được ở cái vùng này mà sẽ điều chỉnh sâu xuống một chút về vùng giá 25. Đây là cái vùng giá hồi tháng 3 thì ở đây chúng ta sẽ có một cái hỗ trợ tương đối là rõ hơn. Đấy thì cái đà giảm giá khả năng sẽ tiếp tục trong tuần tới và điều chỉnh cho tới vùng giá 25 thì chúng tôi vẫn ưu tiên các vị thế bán trong tuần. Sản phẩm tiếp theo là sản phẩm ngô. Ngô thì vẫn trong cái xu thế giảm giá và chúng tôi đã duy trì khuyến nghị bán trong nhiều tuần trước đây. Dưới cái áp lực từ cái thị trường ethanol thì giá ngô vẫn tiếp tục giảm sâu thêm. Những cái đợt phục hồi rất là yếu và nhanh chóng bị vùi dập trở lại. Có thể thấy hiện nay là giá ngô đang ở trong một cái kênh giảm giá. Kênh giảm giá tôi đã vẽ ở đây. Đấy. Và chưa có những cái dấu hiệu tích cực cho thấy là giá có thể phục hồi. Vì thế là chúng tôi vẫn duy trì các lệnh bán trước đó và khuyến nghị với nhà đầu tư mở lại các lệnh bán khi mà giá có những cái đợt phục hồi lên và quay đầu giảm trở lại. Sản phẩm tiếp theo nhóm nông sản mà quý nhà đầu tư quan tâm đó là sản phẩm lúa mì. Thì lúa mì thì chúng tôi cũng đã nhận định rằng giá lúa mì ở trong tuần trước phục hồi nó chỉ là ngắn hạn thôi. Đây, phiên thứ sáu đóng cửa chúng tôi nhận định rằng cái nhịp phục hồi này nó là ngắn hạn và thực tế là ngay khi mà chạm được cái vùng 560, 570 này đấy thì giá đã quay đầu giảm giá 1, 2, 3, 4, 5 phiên liền, tức là cả tuần giảm giá và kết thúc tuần thì giá giảm hơn 5%. Chúng tôi cho rằng thì giá xu hướng giảm giá vẫn còn tiếp diễn dù là ở đây có thể có đan xen những cái nhịp phục hồi nhẹ nhưng mà cái vị thế bán vẫn được ưu tiên, có thể giá sẽ phục hồi lên vùng 3540. Đấy là những cái nhịp phục hồi nhẹ thì quý nhà đầu tư có thể mở bán tại cái vùng này. Nói chung đối với nhóm nông sản thì xu hướng đều là đang giảm giá, quý nhà đầu tư nên ưu tiên các vị thế bán. Nhóm sản phẩm tiếp theo là nhóm sản phẩm nguyên liệu công nghiệp với hai cái sản phẩm mà quý nhà đầu tư quan tâm thường xuyên, đó là đường và cà phê. Đường thì như chúng tôi đã phân tích ở các tuần trước và cả tuần trước nữa, đó là giá đã tìm được cái vùng hỗ trợ tròn là vùng 10 đô la trên một bao. Và giá đường hiện nay là chưa thể nào có thể giảm xuyên qua được vùng này. Trong tuần vừa qua thì tôi cũng đã một hai không dưới hai lần đưa các khuyến nghị mua ở cái vùng giá 10 này, mặc dù là đặt cắt lỗ ngay ở bên dưới nhưng mà giá không thể xuyên qua được.
Tuy nhiên là hiện nay là cái việc giá dầu giảm và giá ethanol sẽ gây áp lực không nhỏ lên giá đường, cho nên khả năng đường có thể tiếp tục phục hồi là khó. Chúng tôi cho rằng là khả năng đường sẽ duy trì một đoạn dao động hẹp ở vùng giá từ 10 đô la cho tới 10.5 trên một pound, cho tới khi là giá có thể đột phá và tìm ra cái xu hướng mới, thì trong ngắn hạn quý nhà đầu tư có thể giao dịch tại cái vùng biên này, vùng từ 10 cho tới 10.5 đô la. Đối với sản phẩm là tiếp theo là cà phê Arabica, thì trong tuần trước chúng tôi cũng nhận định và cho rằng giá cà phê Arabica chưa thể nào phục hồi qua mức 120 đô la được, khi mà chưa có cái nhiều cái động lực để cho giá có thể tăng trưởng. Hiện tại thì chúng tôi vẫn sẽ bảo lưu cái quan điểm đó. Trong tuần vừa qua thì giá đã có 1, 2, 3, 4 phiên cố gắng vượt lên cái vùng 120 này, nhưng mà cuối cùng là đóng cửa vẫn ở giá thấp hơn. Đấy, thậm chí là phiên thứ 6 bị bán, được bán khá là rõ. Thì chúng tôi vẫn duy trì cái khuyến nghị này là giá chưa thể phục hồi được lên cái vùng giá 120 đô la. Thì khi mà quý nhà đầu tư thấy mà những có những đợt phục hồi giá lên tới vùng này và quay đầu giảm xuống thì có thể bán. Đối với nhóm tiếp theo đó là nhóm kim loại, vẫn là hai cái sản phẩm chính là sản phẩm đồng và sản phẩm bạc. Thì đối với sản phẩm đồng, sau khi là đã khuyến nghị mua ở mức giá 2.25 trong bản tin của tuần trước, thì giá đồng đã phục hồi rất là tốt. Sau đó thì chúng tôi tiếp tục khuyến nghị mua cho tới vùng giá 2.3 ở trong các bản tin ngày. Và sau đó thì chúng tôi đã khuyến nghị chuyển sang nắm giữ và không mua thêm nữa. Hiện nay thì xu thế tăng đã khá tích cực bởi các thông tin liên quan tới việc cắt giảm sản lượng khai thác đồng trong năm nay và cái động thái phục hồi kinh tế từ thị trường Trung Quốc. Nhà đầu tư thì vẫn nên ưu tiên các vị thế mua, tuy nhiên là nên chờ đợi ở những cái nhịp điều chỉnh và không nên mua đuổi giá cao. Đối với cả sản phẩm tiếp theo là sản phẩm bạc. Bạc thì trong tuần vừa qua thì chúng tôi cũng nhận định là có mức tăng giá và thực sự là những phiên đầu tuần giá đã tăng rất là tốt. Tuy nhiên sau đó thì có sự điều chỉnh trở lại sau những dấu hiệu tích cực từ nền kinh tế Mỹ và sự mạnh lên của đồng USD. Hiện nay thì mặc dù là cái xu hướng tăng giá chưa mất và nhà đầu tư có thể xem xét mua ở cái vùng mức giá là 15 đô la này. Tuy nhiên là nếu mà giá có xuyên cái vùng này thì nhà đầu tư cần phải cắt lỗ kỷ luật và sau đó có thể xem xét mở các vị thế bán. Ở trên đây là toàn bộ cái phần nhận định thị trường trong tuần tới của chúng tôi. Thì để nhận được sớm nhất các tin tức hỗ trợ và khuyến nghị trong tuần, quý nhà đầu tư có thể liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc là hotline đang hiện ở bên dưới màn hình. Cảm ơn quý nhà đầu tư và chúc quý nhà đầu tư tuần mới giao dịch thành công và hiệu quả. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất về thị trường hàng hóa phái sinh từ Hàng Hóa 24. Quý nhà đầu tư cũng có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận cho chúng tôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại.